Mỗi ngày, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát sinh khoảng 400 tấn rác thải sinh hoạt. Do lượng rác chưa phân loại quá lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải ở khu xử lý. Để đảm bảo môi trường, thành phố Vũng Tàu đang đẩy nhanh tiến độ phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp cũng như giúp đảm bảo môi trường, thu hút khách du lịch. Như một thói quen, giờ đây hàng trăm hộ gia đình tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đều triển khai các thùng phân loại rác như thế này trong mỗi nhà. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay người dân đã thuần thục trong việc phân loại và xem đây là thói quen trước khi mang rác bỏ vào thùng vào các điểm tập kết. Đầu tiên là rác hữu cơ, là coi như gồm có rau, cải hay là những gì mà không ủ phân được á là đem để vô đây. Chẳng hạn mà cái rác mà mình không có phải tái chế mà không phải là rác hữu cơ thì đồ còn lại là gồm có chén, bể, ly, bể này kia cái nội đó là để vô đây, là mình đem ngoài, mình để ngoài cho người ta đổ rác cho mình. Rồi cái thứ ba nữa là rác tái chế, là đây là gồm có giấy, lon bia, rồi nước suối rồi gì đó. Qua hơn một năm triển khai, chỉ tính riêng tại xã Long Sơn đã có 3.000 hộ gia đình ký cam kết áp dụng việc phân loại rác tại nguồn. Và từ những rác thải được phân loại đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân. Trong thời gian thực hiện chương trình thì cũng có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, rồi của công ty Quá Dầu, hỗ trợ một số cơ sở vật chất, vật dụng để xử lý rác như ủ rác hữu cơ, rồi thu mua phế liệu cho người dân. Vũng Tàu có dân số hơn 500.000 người và trung bình mỗi năm đón thêm hơn 10 triệu khách du lịch. Lượng rác thải phát sinh hàng ngày rất lớn. Nếu không được xử lý phân loại kịp thời, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đến phát triển du lịch. Do đó, chính quyền thành phố đang áp dụng nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này. Cuối năm 2023 này, chúng tôi sẽ áp dụng, triển khai đối với các đối tượng là các trụ sở thuộc hệ thống chính trị. Thứ hai là các trường học. Và thứ ba là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Ba đối tượng này chúng tôi sẽ triển khai trước trong năm nay. Theo kế hoạch, đến năm 2025, toàn địa bàn thành phố Vũng Tàu sẽ áp dụng phân loại rác tại nguồn. Vì vậy, thời điểm này, ngoài việc tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân, chính quyền cũng sẽ có thêm những cơ chế, chính sách để hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, bảo đảm một môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục dòng chảy tin tức thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Như chúng tôi đã đề cập ở một ít phút trước, ngày hôm nay ngày 5 tháng 6 là Ngày Môi trường Thế giới. Năm nay thì Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề là giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa nhằm truyền tải một cách mạnh mẽ thông điệp hãy cùng nhau xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng dụng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mỗi năm chúng ta có thể thấy lượng chất thải nhựa do con người thải ra trên phạm vi toàn cầu đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt của trái đất, trong đó có đến 13 triệu tấn chất thải nhựa được đổ ra ngoài đại dương. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng và nặng nề đối với môi trường. Vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động, đã và đang gây ra thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay cùng với sự có mặt của quý vị khách mời như chúng tôi đã đề cập thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự được ghi nhận về tình trạng rác thải nhựa tại một số tỉnh thành của khu vực miền Trung Việt Nam. Vùng ven biển thuộc địa phận xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Vô số rác thải nhựa như túi ni lông, chai lọ trôi mắc trên rừng ngập mặn. Không ít lại bị vùi lấp trong bùn đất, chìm trong nước. Những loại rác khó phân hủy tồn tại năm này qua năm khác và ngày một nhiều thêm. Quả là ô nhiễm vì ở thượng nguồn nó chui, tôi về mà. Tôi là ở bên kia nó tạt về đây đấy, gió ngoài đấy đấy, gió đông nó tạt sang đây. Nói chung là có những lời khắp nơi đổ về đây. Còn là dân thì có hồ gom thôi, dân ở đây thì hồ gom, nhưng mà cái rác thải ở trên kia này là coi như là dân họ đi qua là họ vứt xuống được đấy. Chợ bến cá Nghi Thủy, một trong những khu chợ hải sản tấp nập nhất Nghệ An, cũng là nơi phát sinh một khối lượng rác thải nhựa rất lớn do không được thu gom xử lý kịp thời. Cùng với thói quen vứt đâu bỏ đó của người dân nên dòng lệch dày đặc rác thải từ đó cuốn trôi ra biển. Chủ yếu là cái hệ thống rác nhiều nhất là bà con sinh hoạt ở đây. Sinh hoạt ở đây là nó tạo nên một cái hệ thống rác như bong bóng này, rồi thùng xốp này, với các tàu thuyền về nữa cũng rất phức tạp. Không chỉ tại Nghệ An, tại thành phố du lịch Đà Nẵng, ngoại trừ những bãi biển trọng điểm du lịch
thì ở những nơi ven biển khác tại Đà Nẵng, rác thải nhựa cứ liên tục xuất hiện như thế này. Thậm chí có những mảnh rác đã nằm ở đây từ khi nào cũng không ai hay. Mình có ý kiến. Kể cả bờ kè cũng vậy, rác đến không thấy người dọn. Nó thiệt là không thấy người dọn vệ sinh trên bờ kè. Đấy, còn rác ở dưới biển đưa lên đó, thì tập kết về ở dưới gốc cây mà cũng hơn một tháng không dọn đi. Thì nó gây ô nhiễm môi trường rất là nặng. Các bạn thì hay đi kiểu ăn uống rồi ngắm cảnh. Sau khi những chuyến đi chơi thì các bạn sẽ không dọn dẹp cái chiến trường mà các bạn đó bày ra thì xả rác rất là bừa bãi. Cộng thêm nữa thì cũng ngay của khu vực này thì ngay chỗ cái âu thuyền. Thì các thuyền nhỏ đồ cũng đánh cá cái lưới rác đồ cũng sẽ thả trôi vào sát bờ. Không chỉ từ trên cạn, những bãi cát liên tục phải nhận những bao ni lông, chai nhựa, ống hút từ biển trôi giặt vào. Loại rác này sau nhiều ngày lơ lửng trong lòng biển dần rã nát nên có kích thước nhỏ, thậm chí là khó nhìn thấy. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục kêu gọi, tổ chức rất nhiều đợt ra quân dọn rác trên các bãi biển, nhưng việc dọn những mẩu rác này là không đơn giản. Các bãi biển là có cái tình trạng là rác thải từ biển trôi dạt vào, cũng như mà khi bão lụt thì có một lượng lớn rác từ trên các sông đổ về. Do vậy là chúng tôi thường xuyên kiểm tra để mà phát hiện các cái tình trạng phát sinh rác thải để kịp thời huy động các lực lượng để mà thu dọn kịp thời. Vâng, câu hỏi đặt ra lúc này là làm sao để có thể giảm thiểu tối đa lượng rác thải nhựa ra môi trường cũng như là đại dương chúng ta? Và để có một góc nhìn cởi mở hơn và đa chiều hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay của bản tin thời sự tối nay sự có mặt của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng. Anh là người đã đi dọc 7.000 km bờ biển, 100 cửa sông tại 28 tỉnh thành của Việt Nam. Từ đó cũng đã ghi lại khoảng 3.000 bức ảnh mang thông điệp hãy cứu biển, hãy hành động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra đại dương chúng ta mỗi ngày. Với những nỗ lực đó thì anh cũng đã được Bộ Tài nguyên Môi trường tặng danh hiệu là Đại sứ Đại dương Xanh. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng đã đến tham dự chương trình thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều. Vâng, thưa nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng, câu hỏi đầu tiên tôi nghĩ rằng là anh phải chia sẻ là xuất phát từ ý tưởng nào mà anh đã thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy của mình, và từ đó thì anh đã ghi nhận được những cái hình ảnh thực tế ra sao, và có một cái hình ảnh thực tế nào khiến cho anh có ấn tượng nhiều nhất không ạ? Thực ra thì cái nguyên nhân ấy, đầu tiên là khi mà mình phát hiện ra cái rác thải nhựa nó đã trở thành cái mối hiểm họa của con người nói chung chứ không chỉ ở Việt Nam. Và sau đó thì mình biết là Việt Nam cũng là nằm trong 5 nước xả rác thải nhựa ra đại dương nhiều nhất thế giới, và mình lại là người bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên bằng chuyên môn của mình là nhiếp ảnh gia chụp ảnh, mình muốn là những cái hình ảnh mình chụp nó có thể thay đổi cái nhận thức, từ đó thay đổi hành động người xem. Dạ vâng. Vậy thì không biết là trong quá trình đó thì có cái tấm ảnh nào khiến cho anh cảm thấy là ám ảnh và đến tận bây giờ anh rất muốn chia sẻ với chúng tôi không? Thực ra có hai cái, một cái là mình gây sốc và một cái là mình ám ảnh. Gây sốc là khi mà mình gặp một cái bãi biển ở tỉnh Bình Thuận ấy, dài hàng km toàn là rác thải nhựa mà nó dày đến khoảng 30-40 phân là chuyện bình thường. Và một cái hình ảnh nữa là nó ám ảnh mình, đó là cái hình ảnh mà các bạn nhỏ ấy, ở các bờ biển và các dòng sông ấy, họ là bơi rất là hồn nhiên, xung quanh toàn là rác thải thôi. Bởi vì mình ám ảnh là vì các bạn nhỏ là tương lai của đất nước, mà các bạn còn không thấy rác nó bẩn như này thì sau này mình sẽ rất nhiều thời gian sau để mình có thể thay đổi ý thức. Vâng ạ, vậy là anh cũng đã trăn trở rất là nhiều khi mà chụp những bức ảnh đó đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, đó là những cái sự chia sẻ đầu tiên của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng, xuất phát từ một cái ý tưởng mà anh đã thực hiện một cái chuyến xe xuyên Việt bằng xe máy để mà có thể là chụp ảnh rác thải nhựa trong gần 2 tháng đó, và đã có rất nhiều những cái hình ảnh khiến cho anh phải suy nghĩ. Và có thể thấy là giờ đây thì rác thải nhựa nó đã hiện diện ở khắp nơi trong đời sống xã hội của chúng ta, từ thành thị nè cho đến nông thôn, từ miền núi đến miệt đồng bằng hay là cả vùng biển nữa. Sau khi đem lại tiện ích trong ít phút thì những chiếc túi ni lông, những cốc nhựa hay là ống hút nó sẽ bị vứt thải ra môi trường, và nó phải mất khoảng thời gian từ 450 cho đến khoảng là 1.000 năm mới có thể là phân hủy được. Có một điều đáng buồn hơn là chỉ một phần nhỏ trong số này được thu gom tái chế, còn lại thì được chôn lấp cùng với rác thải hoặc là vứt bỏ khắp nơi. Vì vậy nếu không có những biện pháp cấp bách kịp thời, sự tồn tại của chúng trong tự nhiên sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường cũng như là sức khỏe của con người chúng ta. Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, 0,28 triệu đến 0,73 triệu tấn trong đó bị thải ra biển, nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở doanh nghiệp. Điều đáng nói là việc xử lý và tái chế rác thải nhựa còn nhiều hạn chế, khi có đến 90% rác thải nhựa được xử lý theo cách chôn lấp, đốt và chỉ có 10% còn lại là được tái chế.
Theo các chuyên gia, để khắc phục vấn đề rác thải nhựa tại Việt Nam, cần có lộ trình, giải pháp một cách đồng bộ, từ ý thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn đến việc xử lý rác thải, cũng như những chính sách quyết liệt từ cơ quan chức năng. Trước nay chúng ta có nhiều giải pháp nhưng cái hiệu quả chưa cao. Nên khi giải pháp tiếp theo hiện nay cái xu hướng mới đó là cái đầu tiên trong cái giải pháp chính là cái thông điệp về truyền thông, tức là nâng cao cái nhận thức, ý thức người dân là cái quan trọng của màu đá để thấy rõ được cái tác hại của nó là cái, tức là từ cái tác hại nó tác động đến mình. Nói là cần phải giả soát lại một số chính sách, ví dụ như thuế chẳng hạn. Thuế kinh doanh nhập khẩu mua bán chất thải nhựa thì tôi nói rằng là quá thấp, 30 đến 50 nghìn mà lại không tính đến cái việc là tái chế cái chất thải nhựa, nếu họ tái chế họ có phải tính thuế không? Không, đúng không? Quy định về quản lý chất thải nói chung, tái sử dụng và tái chế nói riêng đã có nhiều đột phá trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên chưa có quy định hướng dẫn cụ thể rõ ràng về các loại chất thải nhựa. Chúng ta đã có các chính sách hỗ trợ cho tái chế chất thải, nhưng còn thiếu các hướng dẫn cụ thể để có thể tiếp cận đến các ưu đãi theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chúng tôi thấy rằng là bên cạnh các cái giải pháp về chính sách, vận động quần chúng, rồi giáo dục, rồi luật đưa ra những quy định về cấm rác thải nhựa, rồi hạn chế rác thải nhựa v.v. thì giải pháp công nghệ và kỹ thuật chính là giải pháp cụ thể để cho biến những cái vấn đề chính sách đó trở thành hiệu quả và sự thật. Tái sử dụng là biện pháp đang được rất nhiều cơ quan môi trường khuyến khích và khuyên người dân nên làm. Thay vì dùng một lần và vứt đi, người dân có thể sử dụng sản phẩm đó cho những mục đích khác, vừa tiết kiệm vừa thúc đẩy sáng tạo. Từ chối các sản phẩm không thực sự cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là các sản phẩm có nhựa dùng một lần như trà sữa, ống hút, hộp xốp đựng đồ ăn, túi ni lông. Mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ môi trường qua những hành động nhỏ nhất hàng ngày. Có như vậy, chúng ta mới đánh bại được rác thải nhựa trong tương lai. Vâng, từ những hành động nhỏ nhất hàng ngày thế nhưng sẽ mang lại những tác động vô cùng to lớn. Chắc hẳn là một người đi rất là nhiều nơi để thu thập những cái hình ảnh, những cái tư liệu về ô nhiễm rác thải nhựa. Không biết là anh Hùng có những cái gợi ý hay là những cái bài học kinh nghiệm nào hay từ những nơi anh đã đi qua và chia sẻ với chúng tôi để cho tất cả mọi người của chúng ta có thể có những hành động nhỏ nhất ngay từ bây giờ không? Theo tôi thì thế này. Tức là sau khi mà tôi đi và tôi đã tiếp xúc với người dân rất là nhiều thì tôi nghĩ rằng là sẽ có hai hệ thống giải pháp khác nhau. Một là dài hạn và hai là ngắn hạn. Dài hạn thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng bậc nhất đó là giáo dục. Nhưng mà vấn đề giáo dục chúng ta là không phải phải thực tế hơn. Có nghĩa là không chỉ là bằng chữ mà chúng ta phải cho học sinh tiếp cận đến hình ảnh về ô nhiễm rác thải nhựa, cũng như là video về những hình ảnh ô nhiễm rác thải nhựa và những ảnh hưởng động vật làm sao ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Ngoài ra còn có một cái thứ nữa, đó là chúng ta bây giờ chúng ta có một cái môn bơi ấy. Có thể là cho học sinh là bơi cùng với cả những cái chai lọ và túi ni lông nhựa để cảm giác là cái loài vật ở ngoài kia nó đã khó chịu như nào khi nó bơi cùng như vậy. Thì bởi vì là học sinh sẽ là tương lai của đất nước chúng ta, và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó sẽ có thể thay đổi rất là lớn trong vòng 10, 20 năm sau. Thế còn dài hơi thì cũng còn có một phần nữa là cái hệ thống pháp lý để làm sao đến với các đối tượng mà có thể ảnh hưởng, như là các doanh nghiệp hay là cũng như là chính sách hỗ trợ cho những cái người mà làm xử lý về môi trường. Dạ vâng ạ. Bản thân tôi thì khi mà trong vừa qua tôi có du lịch đến, tôi có đi công tác đến thành phố cảng Busan của Hàn Quốc á, thì ở đây thì người ta sẽ không đặt quá nhiều những cái thùng rác ở bãi biển giống như là ở Việt Nam hay là những cái quốc gia đang phát triển, bởi vì việc mà chúng ta bỏ rác vào những cái thùng rác này nó sẽ ô nhiễm ngay tại cái vị trí đặt thùng rác đó, mà họ sẽ chủ động là khiến cho mỗi người chúng ta trước khi mà thải ra môi trường thì chúng ta phải có sự phân loại ngay tại nguồn. Có nghĩa là những cái gì mà bạn thải ra ngoài thì bạn phải phân loại là nó có tái chế được hay không, hay là những cái rác thải nào đó nó không phân loại được, thì đó là cái cách mà tôi nghĩ cũng rất là hay mà nhiều các quốc gia khác trên thế giới cũng đang áp dụng và chúng ta cũng có thể học hỏi, đúng không anh? Tôi nghĩ rằng là cái đấy ở cái quốc gia tôi cũng đến, tôi cũng thấy rằng là như ở những cái nơi rất là sâu ở Lá Đắc ở Ấn Độ là họ còn không có bán túi ni lông cơ. Đúng. Hoặc là họ phạt cũng khá nặng khi mà chúng ta xảy ra môi trường. Nhưng mà ở mình thì tôi nghĩ rằng là vẫn phải cần có cái tiêu chí cho cái xã văn hóa là nông thôn mới, là cần phải có người thu gom rác và bãi, xây dựng bãi mà để đựng rác rất là nhiều để làm sao rác không bay ra môi trường trước hết đã.
Vâng, không hành động ngay từ bây giờ thì sẽ đến lúc nào? Và lúc đó thì trái đất sẽ bị ảnh hưởng như thế nào với vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa vẫn đang hiện hữu ngày hôm nay? Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của vị khách mời ngày hôm nay là anh Nguyễn Việt Hùng đã đến đây và trao đổi với chúng tôi rất nhiều những thông tin, những cái mẫu chuyện để chúng ta cùng nhau chung tay, mỗi người một sức để có thể là từ đó cải thiện được hành vi của chính những người tiêu dùng và cải thiện được cái môi trường của chúng ta ngày được một tốt hơn. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Nội dung của chuyện trong ngày đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.